Chào mừng quý vị đến với chương trình 60 giây của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình hôm nay của chúng tôi gồm có các nội dung chính sau đây. Năm 2025, một số trường đại học lớn dự kiến không xét tuyển bằng điểm học bạ hoặc giảm chỉ tiêu xét tuyển. Lo ngại hàng hóa giá rẻ từ các sàn thương mại điện tử xuyên biên giới đe dọa sản xuất trong nước. Bắt đầu phiên xét xử phúc thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát kéo dài đến ngày 25 tháng 11. Giải F1 Brazil, Verstappen tiến gần chức vô địch mùa 2024. Năm 2025, một số trường đại học lớn dự kiến không xét tuyển bằng điểm học bạ hoặc giảm chỉ tiêu xét tuyển học bạ. Đây cũng là năm mà lứa học sinh đầu tiên hoàn thành lớp 12 theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Đó là các trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Trường Đại học Công thương Thành phố Hồ Chí Minh cho biết dự kiến giảm chỉ tiêu cho phương thức xét học bạ từ 30% còn 15-20% tổng chỉ tiêu. Hiện các trường được tự chủ cao trong tuyển sinh nhưng vẫn phải tuân thủ các quy định. Vì vậy, thời gian tới có thể Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ phải điều tiết. Thời gian qua, một số sàn thương mại điện tử trong đó có Temu đã vào thị trường Việt Nam với mức giá hàng hóa rẻ hơn 70% so với mặt bằng chung và thu hút được nhiều người tiêu dùng. Trước thực tế này, các ý kiến bày tỏ lo ngại hàng hóa từ các sàn trên ồ ạt vào Việt Nam, chiếm lĩnh thị trường nội địa và đe dọa sản xuất trong nước. Khi Temu vừa mới xuất hiện, đã làm mưa làm gió tại thị trường Việt Nam, dù chưa làm đầy đủ thủ tục. Hàng hóa giá rẻ của nước láng giềng với chi phí logistics cực kỳ tốt và được kinh doanh dễ dàng trên sàn giao dịch thương mại điện tử của chúng ta đã tạo nên một cái tâm lý dễ dãi đối với người tiêu dùng trong nước. Nó đang giết chết dần, chết mòn các cái doanh nghiệp sản xuất, người tiêu dùng trong nước. Để đảm bảo thương mại công bằng theo các quy ước quốc tế, cần rà soát và đánh giá nghiêm túc hoạt động của các sàn thương mại điện tử xuyên biên giới đã vào Việt Nam. Trước thì mức lợi nhuận có thể 10 đến 15-20%, nhưng để cạnh tranh với những cái sàn thương mại lớn, với quy mô lớn, với tính chất toàn cầu, thì lợi nhuận của các doanh nghiệp sản xuất chắc chắn là sẽ bị giảm. Bộ Công Thương đã giao cơ quan chức năng quản lý các hoạt động thương mại điện tử, làm việc với phía Temu về pháp lý. Bộ Công Thương cũng khuyến cáo người tiêu dùng thận trọng khi mua sắm trên các nền tảng thương mại điện tử chưa được Bộ xác nhận hoạt động tại Việt Nam như Temu, Shein, 1688. Tổng cục Thuế cho biết Temu đã được công ty chủ sở hữu đăng ký thuế qua cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài. Theo quy định, nếu được cơ quan quản lý nhà nước cấp phép hoạt động thì sàn Temu sẽ nộp tờ khai từ thời điểm quý 3 năm 2024, kê khai doanh thu vào kỳ khai thuế quý 4 và thời hạn nộp là ngày 31 tháng 1 năm 2025. Chuyển sang thông tin khác, mùa nước nổi không chỉ mang đến phù sa màu mỡ cho ruộng đồng mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho nông dân triển khai nhiều mô hình sinh kế, trong đó phải kể đến mô hình nuôi trữ cá đồng và nuôi cá trong mùng lưới của nhiều nông dân tại Bạc Liêu. Để tạo thu nhập trong những tháng nhàn rỗi, gia đình bà Quỳnh Thị Mai mạnh dạn lên bờ bao 5 công ruộng và đào một cái ao rộng vài chục mét để nuôi trữ cá đồng các loại như rô, lóc, trê. Cách làm này mỗi năm mang về cho gia đình hơn chục triệu đồng. Dự trữ cá gì đó rồi tới tác đông xuân thì mình thu hoạch vô. Nói chung là lợi nhuận cũng khá đó, nuôi thì thấy cũng đạt đó, rồi cá nó cũng lớn. Một mô hình khác là nuôi cá trong mùng lưới dưới sông lại tận dụng lợi thế có nguồn nước ngọt ổn định quanh năm cùng nguồn cá đồng dồi dào trong mùa nước nổi để làm thức ăn. Tận dụng cái nguồn cá tạp á trộn với thức ăn á, là cái đó là lấy công làm lời, đỡ con cái thức ăn nó nhẹ, mình lời là lời cái đó cũng khá là phổ biến. Thì đã qua nhiều năm thì nói chung là cái mô hình này mang lại hiệu quả cũng khá cao. Đây không chỉ là những mô hình sản xuất thuận thiên mỗi khi con nước tràn đồng mà còn mang lại hiệu quả kép. Vừa giúp nông dân phát triển kinh tế gia đình trên cùng diện tích canh tác, vừa góp phần nâng cao ý thức trong khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Thống kê năm 2022 cho thấy ung thư vú chiếm tỷ lệ cao nhất trong tất cả các loại ung thư tại Việt Nam. Tuy nhiên, theo các bác sĩ thì phần lớn bệnh nhân ung thư vú thiếu kiến thức, thông tin cần thiết về căn bệnh này dẫn đến phát hiện muộn và gặp khó khăn trong điều trị. Một ngày hội do mạng lưới ung thư vú Việt Nam tổ chức mới đây muốn kết nối các cộng đồng bệnh nhân, bác sĩ, doanh nghiệp và cá nhân. Họ cùng đồng hành lan tỏa yêu thương, tiếp sức những chiến binh ca đang kiên cường chống chọi với bệnh tật. Cùng với đó là thúc đẩy hành động bảo vệ sức khỏe. Hiện nay thì đối với ung thư vú thì có rất là nhiều tiến bộ trong điều trị ung thư vú. Cho nên là tầm việc tầm soát sớm thì nó sẽ mang lại lợi ích cho người bệnh và đặc biệt là nó sẽ giúp cải thiện được cái tiên lượng sống còn cho người bệnh nhiều hơn.
Việc tăng cường truyền thông, nâng cao cách thức nhận biết, tầm soát bệnh là điều rất cần thiết đối với chị em phụ nữ. Theo các bác sĩ, nếu làm tốt công tác y tế dự phòng, thúc đẩy khám tầm soát ung thư từ sớm, có thể giúp giảm gánh nặng y tế cho cá nhân bệnh nhân, gia đình và xã hội. Thay vì tiêu tốn vài tỷ đồng do điều trị muộn, để lại hậu quả về tâm lý cho bệnh nhân và người nhà, việc tầm soát hàng năm có thể phát hiện sớm dấu hiệu, tăng khả năng điều trị khỏi bệnh. Những ngày cuối tuần, người dân thành phố Hồ Chí Minh và du khách có dịp thưởng thức những tiết mục đơn ca tài tử với cách thể hiện sáng tạo giữa phố đi bộ Nguyễn Huệ. Điều này cho thấy sức sống của nghệ thuật truyền thống trong dòng chảy cuộc sống hôm nay. Thường xuyên biểu diễn đơn ca tài tử này được hát giữa khu vực trung tâm thành phố, được trình diễn cho khách nước ngoài, khán giả nhí. Nghệ sĩ Lý Kiều Hạnh không giấu được sự hân hoan. Cảm xúc của cô nó trào dâng, nó sung sướng lắm. Tại vì không có mấy khi mà mình được tham dự một cái sự kiện lớn như vậy. Theo cô nghĩ rằng là nếu mà có điều kiện để tiếp xúc với các em bé thì các em bé sẽ hình dung ra được cái môn nghệ thuật của mình. Vừa trình diễn vừa quảng bá bằng các câu đố vui, chương trình mang đến sự hào hứng cho người dân, du khách, đặc biệt là các em nhỏ. Tôi quá bất ngờ khi đến đây được theo dõi tiết mục này. Tôi chỉ ở đây 2 ngày thôi, đi dạo quanh và được xem biểu diễn như thế này, thật là tuyệt vời. Đơn ca tài tử Nam Bộ đã được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể, giờ đã trở nên sống động và gần gũi hơn bao giờ hết. Tiếp theo trong chương trình, hai ứng viên tổng thống Mỹ đang đua nước rút tại các bang chiến trường. Đấu giá cây kiếm liên quan đến hoàng đế Pháp Napoleon. Phần thông tin quốc tế xin được bắt đầu bằng thông tin về bầu cử Mỹ. Theo lịch trình, trong ngày 4 tháng 11 theo giờ địa phương, Phó Tổng thống Kamala Harris sẽ dành toàn bộ thời gian ở Pennsylvania, bang có nhiều phiếu đại cử tri nhất trong số các bang chiến trường. Ứng viên của đảng Dân Chủ sẽ đến thăm các khu vực có đông tầng lớp lao động. Bà Harris sẽ tổ chức cuộc vận động cuối cùng ở thành phố Philadelphia dưới sự tham dự của Lady Gaga và Oprah Winfrey. Theo hãng tin AP, trong ngày vận động cuối cùng trước thềm bầu cử, bà Harris sẽ không nhắc nhiều đến tên của ông Trump nữa, thay vào đó tập trung vào các cam kết giải quyết vấn đề và tìm kiếm sự đồng thuận. Trong khi đó, ông Donald Trump tiếp tục vận động tranh cử ở các bang chiến trường North Carolina, Pennsylvania và kết thúc tại Grand Rapids, Michigan vào cuối ngày 4 tháng 11. Khẩu hiệu chính của ứng viên đảng Cộng hòa vẫn là đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại và nước Mỹ trên hết. Về tình hình bầu cử, một số bang đã kết thúc bỏ phiếu sớm trong ngày 3 tháng 11. Tính đến thời điểm hiện tại, hơn 75 triệu cử tri nước này đã bỏ phiếu sớm trực tiếp tại các điểm bầu cử hoặc qua bưu điện. Xét đánh trúng một cầu thủ trong trận đấu thuộc giải bóng đá địa phương ở Peru, truyền thông nước này hôm 3 tháng 11 đưa tin một người đã thiệt mạng. Đoạn video đã ghi lại cảnh xét đánh trúng một cầu thủ trong trận đấu ở tỉnh Huancayo thuộc vùng Junin của Peru. Lúc này trời có mưa, người thiệt mạng là Hugo de la Cruz Meza, 39 tuổi, thành viên đội Familia Choca. Xét đánh trên mặt sân ướt cũng đã khiến cho 4 người khác bị thương. Những người này đã được đưa đến một bệnh viện gần đó, trong đó có một trường hợp nguy kịch do bị bỏng nặng. Chuyển sang các thông tin khác, một thanh kiếm cong được cho là do Napoleon Bonaparte tặng thuyền trưởng Hải quân Anh quốc James Kenaway sẽ được đấu giá ở London. Kiếm thép dài khoảng 80cm, có bao kiếm đầy đủ, lưỡi kiếm còn sắc bén. Ngày 12 tháng 11 tới, tại nhà đấu giá Charles Miller, người sưu tầm có thể tham gia phiên đấu giá với mức giá được ước tính từ 30.000 đến 50.000 bảng Anh. Nhà đấu giá nhận định hiện vật không được đặc sắc lắm, nhưng do nó trực tiếp liên quan đến hoàng đế Pháp nên sẽ thu hút các nhà sưu tầm. Kiếm không được sử dụng nhiều, cũng không nạm đá quý, có lẽ là một cây kiếm của đối phương được hoàng đế Pháp giữ lại làm chiến lợi phẩm. Nếu cây kiếm không liên quan đến Napoleon thì nó chỉ có giá chưa đầy 1.000 bảng. Nhưng một cây kiếm của Napoleon gần đây được bán ra tại Pháp với giá cao hơn nhiều so với ước tính. Trên thân kiếm có chữ quà của Napoleon Bonaparte tặng cho James Carney 1815. Lai lịch cây kiếm cũng được đề cập trong di chúc của thuyền trưởng Carney. Napoleon đã tặng thuyền trưởng Carney White khi ông này chở thư tín và hàng tiếp tế đến nơi hoàng đế bị lưu đày ở đảo Santa Helena.
Tại thị trấn Bava, Costa Rica đang diễn ra lễ hội kéo dài 3 ngày. Những người tham gia hóa trang với mặt nạ và tượng hình nhân khổng lồ diễu hành trên đường phố trong tiếng nhạc. Lễ hội văn hóa truyền thống hơn 100 năm này vốn là một nghi thức lâu đời, mang tính biểu tượng quốc gia. Người tham dự tiến về công viên trung tâm của thị trấn Bava, mang mặt nạ và hình nhân được làm bằng giấy bồi, có cái dùng cả sợi carbon. Cuộc diễu hành phản ánh tín ngưỡng và văn hóa hơn là liên quan đến Halloween, vốn không phải là truyền thống ở nước này. Halloween là lễ du nhập từ nơi khác, có vẻ ma mị đáng sợ. Còn mặt nạ của chúng tôi như mặt nạ chó sói, vốn là linh vật của thị trấn. Trong tín ngưỡng của chúng tôi, nó cho thấy lòng tôn kính những chú quỷ nhỏ trong bóng tối. Còn xương đầu lâu trong lễ hội là biểu hiện những gì còn lại sau khi người ta chết đi. Người dự diễu hành cũng đầu tư công sức chăm chút cho hóa trang, phản ánh niềm vui của họ. Lễ hội này cũng phản ánh niềm tự hào về văn hóa địa phương. Bảo tàng tượng sáp Madame Tussauds New York, Mỹ mới đây đã công bố một bức tượng sáp mới để vinh danh nữ ca sĩ Mariah Carey. Tuy nhiên, đây không phải là bức tượng đầu tiên của cô. Bức tượng sáp giống hệt nữ nghệ sĩ có số đĩa hát bán chạy nhất mà thời đại này được công bố trước khi Carey bắt đầu chuyến lưu diễn Christmas Time của mình. Lấy cảm hứng từ mùa Giáng sinh sắp tới, bức tượng khoác trên mình một chiếc váy dài chấm đất màu đỏ, mềm mại, lấp lánh, gợi nhớ đến nữ minh tinh Marilyn Monroe. Có mặt trong buổi lễ khánh thành bức tượng, Mariah Carey đã gọi người em song sinh bằng tượng sáp của mình là siêu thực. Việc tạo ra bức tượng mất hơn 9 tháng với sự tham gia của 20 nghệ sĩ, làm các công việc điêu khắc, vẽ tranh và tỉ mỉ nắm bắt bản chất vượt thời gian của Carey một cách hoàn hảo. Các chuyên gia ở Kenya đang khám sức khỏe cho rừng thông qua trí tuệ nhân tạo AI và tiếng chim hót. Họ ghi lại và phân tích tiếng chim hót để xem liệu khu rừng có đủ điều kiện cho chim sinh sống hay không. Các nhà nghiên cứu hy vọng có thể ghi lại tiếng chim hót bằng các thiết bị âm sinh học. Họ lập trình để thiết bị ghi âm từ 5 giờ sáng đến 10 giờ sáng và từ 5 giờ chiều đến 7 giờ tối. Sau đó các chuyên gia chuyển những bản ghi âm thành biểu đồ phổ và đưa vào mô hình AI nhằm xác định xem có tiếng của những loài chim nào. Chúng tôi lấy dữ liệu, đưa vào mô hình do chúng tôi phát triển. Từ đó chúng tôi xác định các loài đang ở trong rừng và suy luận về sức khỏe của hệ sinh thái. Sự hiện diện hoặc vắng mặt của một số loài nhất định có thể cung cấp thông tin chi tiết về tình trạng của hệ sinh thái rừng. Khi một khu rừng không thuận lợi để chim sinh sản và kiếm ăn, thậm chí để giữ lãnh thổ, chúng sẽ bay đi. Chim có thể thay đổi nơi sống nhanh hơn hầu hết các loài động vật khác vì chúng biết bay. Dựa vào những thông tin này, cơ quan bảo tồn có thể xây dựng các hướng dẫn cho công tác bảo tồn rừng và động vật hoang dã. Tiếp theo trong chương trình. Tai nạn giao thông liên hoàn giữa ba phương tiện xảy ra sáng nay tại thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Công an Tây Ninh hỗ trợ lực lượng Campuchia chữa cháy casino 7 tầng gần biên giới Việt Nam. Trở lại chương trình, kính thưa quý vị, sáng nay Tòa án Nhân dân cấp cao thành phố tại thành phố Hồ Chí Minh mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 1 để xem xét kháng cáo của bị cáo Trương Mỹ Lan, cựu chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát và 47 đồng phạm. Phiên tòa được xét xử trực tiếp và trực tuyến giữa trại giam T30 Củ Chi và trụ sở tòa cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh. Tại phiên tòa sơ thẩm, tòa đã tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan 20 năm tù tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, 20 năm tù tội đưa hối lộ và tử hình tội tham ô tài sản, buộc bị cáo chấp hành hình phạt chung là tử hình. 85 đồng phạm còn lại bị phạt mức án từ 3 năm tù cho hưởng án treo đến tù chung thân. Phiên tòa phúc thẩm của Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh được mở để xem xét kháng cáo của bị cáo Trương Mỹ Lan và 47 bị cáo có kháng cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB và các đơn vị tổ chức liên quan. Phiên tòa có hơn 100 luật sư bào chữa cho các bị cáo, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Trong đó, bị cáo Trương Mỹ Lan có 5 luật sư bào chữa. Phiên tòa phúc thẩm dự kiến diễn ra từ ngày hôm nay 4 tháng 11 đến 25 tháng 11. Chuyển sang các thông tin về giao thông, xe con đang chạy chậm chờ quay đầu bị một xe tải hút văng qua bên kia đường rồi tiếp tục bị va chạm. Đó là tình huống vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa ba phương tiện xảy ra sáng nay tại thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Khoảng 9 giờ, chiếc xe 5 chỗ do nam tài xế cầm lái chạy trên đường Lê Văn Việt hướng từ đường Nguyễn Văn Tăng đi ngã tư Thủ Đức.
Khi đến giao lộ với đường Nam Cao, tài xế cho xe chạy chậm, chờ rẽ trái quay đầu. Bất ngờ một xe tải chạy cùng chiều phía sau hút vào xe con, làm phương tiện này lao qua làn đường ngược lại. Đúng lúc này, một chiếc xe tải khác đang chạy tới, tiếp tục va vào xe 5 chỗ. Chưa hết chỉ ít phút sau, một xe bồn trộn bê tông và một xe 7 chỗ đi qua khu vực hiện trường thì va quẹt với nhau, nằm chắn giữa đường. Công an thành phố Thủ Đức có mặt điều tiết giao thông, xử lý hiện trường. Còn tại Tiền Giang, trong sáng nay đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ben và xe máy trên một giao lộ tại thành phố Mỹ Tho. Theo người dân chứng kiến, sự cố xảy ra vào khoảng 8h45 tại giao lộ giữa đường Ấp Bắc và quốc lộ 60. Chiếc xe ben chở than trên chạy trên đường Ấp Bắc đến ngã tư rẽ phải, chuyển hướng thì bất ngờ va chạm với xe máy biển số Tiền Giang chạy cùng chiều. Sau va quẹt, người phụ nữ đi xe máy té xuống đường và bị thương. Nạn nhân chừng 60 tuổi, được một xe cứu thương đi ngang qua đưa vào bệnh viện cấp cứu. Vụ tai nạn cũng khiến các phương tiện lưu thông ngang qua gặp nhiều khó khăn. Những tin báo phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Tiền Giang phối hợp công an địa phương điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Sáng nay, Bộ đội Biên phòng Quảng Trị và lực lượng phối hợp đã kịp thời ứng cứu một tàu cá bị sóng biển đánh chìm khi đang vào bờ. Trước đó, vào lúc 8 giờ sáng nay, tổ công tác địa bàn đồn biên phòng Triệu Dân trong lúc tuần tra thì phát hiện thuyền đánh cá của ông Trần Quảng ở xã Triệu Lăng đang trên đường đi câu cá từ biển vào gần bờ thì bị sóng đánh chìm. Lúc này, bộ đội biên phòng đã phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng công an, dân quân xã Triệu Lăng tiến hành đưa người, thuyền và ngư lưới cụ vào bờ. Sau hơn 1 giờ, tất cả đã hoàn tất. Thiệt hại hư hỏng về thuyền và ngư lưới cụ ước tính khoảng 15 triệu đồng. Trạng sáng nay đã xảy ra cháy tại một căn nhà ở quận Cầu Giấy, Hà Nội. Đội cứu nạn đã nhanh chóng tiếp cận đám cháy và kịp thời cứu người. Ngôi nhà bị cháy nằm ở phố Trần Kim Xuyến. Nhận được tin báo cháy vào khoảng 2 rưỡi sáng 4 tháng 11, lực lượng chức năng nhanh chóng điều xe chữa cháy cùng các chiến sĩ đến hiện trường. Lúc này lửa đã bao trùm tầng 1 của ngôi nhà xây kiên cố 5 tầng khung bê tông. Biết có hai người mắc kẹt, lực lượng đã nhanh chóng tiếp cận và đưa được nạn nhân đến nơi an toàn, đồng thời dập tắt đám cháy sau đó khoảng 10 phút. Được biết vào thời điểm cháy, người trong nhà đang ngủ. Khu vực cháy rộng khoảng 10 mét vuông là nơi để đồ tại tầng 1. Cơ quan chức năng đang phối hợp điều tra nguyên nhân gây cháy. Cũng là thông tin liên quan, vào khoảng 8 giờ 30 phút sáng qua, Công an Tây Ninh đã xuất quân hỗ trợ lực lượng chức năng Campuchia chữa cháy một casino 7 tầng gần biên giới Việt Nam. 4 người bị thương mắc kẹt trong đám cháy cũng đã được giải cứu. Theo thông tin Công an Tây Ninh đưa ra vào sáng nay, casino gặp nạn thuộc tỉnh Tơ Buôn Khơ Mum, lực lượng phòng cháy chữa cháy Campuchia triển khai 3 xe chữa cháy để dập cháy nhưng bất thành nên yêu cầu phía Việt Nam hỗ trợ. Ngay khi nhận được lệnh điều động, Công an huyện Tân Biên đã nhanh chóng cử 15 cán bộ và 3 phương tiện sang Campuchia hỗ trợ chữa cháy. Tại hiện trường, 3 phòng nghỉ ở tầng 7 casino đang bốc cháy. Với diện tích ảnh hưởng khoảng 80m², khói khí độc lan tỏa các tầng 4, 5, 6 và 7 của tòa nhà. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an huyện Tân Biên đã kịp thời hướng dẫn thoát nạn 4 nạn nhân mắc kẹt tại tầng 5 và 6. Sau hơn 2 giờ tích cực chữa cháy, đến 13 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế và dập tắt. Ghi nhận ban đầu nguyên nhân gây cháy là do sự cố thiết bị điện trong phòng ngủ ở tầng 7. Trong phần tin thể thao và cập nhật cuối chương trình, hơn 30 tỉnh thành của Trung Quốc đã đồng loạt tổ chức chạy marathon vào chủ nhật thu hút gần 500.000 người tham gia. Xe ben bất ngờ tông vào hàng xe chờ đèn đỏ phía trước làm 3 người thương vong. Max Verstappen đã đến rất gần với chiếc vô địch F1 mùa 2024. Dưới trời mưa tại Sao Paulo, tay đua người Hà Lan đã tận dụng thời cơ rất tốt để về nhất chặng, trong khi đối thủ xuất phát từ vị trí pole là Lando Norris lại chỉ về vị trí thứ 6. Norris giành pole, nhưng trong ngày thi đấu, Verstappen cho thấy bản lĩnh trong xử lý tình huống. Ở vòng đua thứ 43, khi Verstappen đang xếp thứ 2 sau Esteban Ocon của đội Alpine, thì Norris chỉ xếp thứ 5. Tận dụng Norris mất lái ở khúc cua số 1, Verstappen vượt lên trước Ocon rồi giữ vị trí dẫn đầu cho đến hết chặng. Verstappen xuất phát phía sau nhưng về đích giới thời gian nhanh hơn Ocon 19 giây. Theo sau đó là Pierre Gasly cũng của đội Alpine, rồi đến George Russell, Mercedes và Charles Leclerc, Ferrari. Mưa nặng hạt khiến đường đua không chỉ trơn trượt mà nước mưa còn tạt khá mạnh vào bên trong xe của các tay đua. Cờ đỏ đã phải được phất lên vài lần sau các tai nạn của Franco Colapinto của đội Williams và Carlos Sainz của Ferrari.
Hiện Verstappen hơn Norris 62 điểm, trong khi chỉ còn 3 chặng nữa là kết thúc mùa giải. Verstappen chỉ cần dẫn trước Norris tại Las Vegas Grand Prix ngày 23 tháng 11 tới là có thể đảm bảo chức vô địch F1 thứ tư liên tiếp về tay mình. Hơn 30 tỉnh thành của Trung Quốc đã đồng loạt tổ chức chạy marathon vào Chủ nhật ngày 3 tháng 11 vừa qua. Các sự kiện thu hút gần 500.000 người tham gia, sự kiện nhằm nâng cao nhận thức của người dân về việc nâng cao sức khỏe. Tại thủ đô Bắc Kinh, từ sáng sớm đã có hơn 30.000 người đứng xếp hàng tham gia sự kiện, xuất phát từ quảng trường Thiên An Môn. Cuộc đua năm nay tại Bắc Kinh cũng bao gồm cả phần thi đặc biệt dành cho gia đình và vận động viên khiếm thị. Nhóm khiếm thị được hỗ trợ bởi những người hướng dẫn chạy cùng. Còn tại tỉnh Hàng Châu, gần 36.000 người cũng đã tham gia chạy marathon. Trong đó có nhiều du khách quốc tế đến từ hơn 23 quốc gia. Điểm thú vị năm nay là tại đây hình ảnh các con robot được ban tổ chức đặt ở vạch đích để cổ vũ. Theo Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc, cuối năm 2023 có 37,2% người Trung Quốc tập thể dục thường xuyên. Trung bình cứ mỗi người sẽ có khoảng 2,89 m2 không gian để tập thể thao. Thông tin cập nhật, một xe ben chạy trên đường DT746 bất ngờ tông vào hàng xe chờ đèn đỏ phía trước, tạo nên chuỗi tai nạn liên hoàn. Vụ việc xảy ra tại thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương trưa nay đã ghi nhận thiệt hại nhân mạng. Thông tin ban đầu, hơn 12 giờ trưa cùng ngày, xe ben chở đất biển số 61C58202 chạy trên đường DT746 hướng từ huyện Bắc Tân Uyên đi thành phố Tân Uyên. Khi đến giao lộ với đường Tố Hữu, phường Uyên Hưng, thì xe này tông vào chiếc xe tải đang chờ đèn đỏ phía trước. Xe tải lao tới tông vào một xe máy và một xe 5 chỗ, đẩy xe con hút tiếp vào một xe tải khác, tạo nên chuỗi va chạm liên hoàn 5 phương tiện. Hậu quả làm người đi xe máy tử vong tại chỗ, nạn nhân được xác định tên Trịnh Hoài An, 21 tuổi, quê Đồng Tháp. Hai tài xế bị thương, các phương tiện hư hỏng nằm ngổn ngang, trong đó chiếc 5 chỗ biến dạng hoàn toàn. Nhận tin báo, các lực lượng chức năng có mặt cứu hộ cứu nạn, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân. Chương trình 60 giây hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và xin kính chào tạm biệt.